nó lại hấp dẫn rất là nhiều hướng ở trên đây. Ngoài hấp dẫn mình thấy nó là cái này là khủng luôn, khủng khiếp luôn nhìn. Dạ. Nhìn thôi là đã thấy no rồi. Tất nhiên bún đậu phải có bún như là đậu để là đậu hũ. Rất nhiều đậu. Dạ, đây là lòng heo. À đây là dừa. Nhớ cái này đó là cuốn họng heo hay gì á. Con nhìn con không có giống lòng. Dồi. À dồi, dồi, dồi. À, ăn cái này, lợi. Cái này cái gì? Đây là chả cốm của chả cốm. À, chả cốm. Chả cốm, chả cốm. Còn cái này rắn rắn là cái gì? Là thịt. Thịt heo. Thịt heo. Thịt heo là ha. Nhưng mà nó có lớp màu da màu vàng. À. Đúng rồi. Quay, quay sơ. Còn đây là dồi trường. Dồi trường, dạ. Rồi. Đúng rồi. Anh ăn cái bột đó lên. Xe. Nó lại kẹp chung với cái khác luôn. Wow, kinh khủng. Không nóng nữa. Thì chắc cái loại này ăn sẽ ăn nguội nguội. Ăn cái nói. Rất là ngon hả? Rồi, vô luôn coi. Vô một cái coi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Đúng không chị? Ngon hả? Hello bạn. Good day. Yeah. Tùy lúc người ta xem. Cậu cháu mình sửa soạn mấy ngày nay đang tìm hiểu cái món ăn mà cũng rất là đặc trưng ở Hà Nội. Anh em giới thiệu một cái món bún đậu của ta, cái này là bún mẹt đường Phan Quý Ích, để trải nghiệm nó coi nó có cái gì ngon ha. Rồi thôi mấy bạn cùng với gia đình mình, anh em mình đi trải nghiệm. Hẹn gặp lại mấy bạn chỗ Phan Quý Ích bún mẹt mắm tôm. Thôi nó ngon bằng của Sài Gòn mình luôn nha. Nó được. Thường thường cái mẹt lớn là mình ăn mấy người chưa? Mẹt này là 5 người đó. 5 người, cái kia thì hơn 1 người quá. À 2 người. Cái này là 2 người các bạn. Cái này là 5 người luôn. Ở đây thì có chiên. Chiên. Cái này như là mấy loại trong này thì phải không? Đây là. Như lấy đó được chả cốm với lại đậu hũ. Phải không chị? Cái này là chả cốm thôi. Mà ờ, trong khi có cái chả ram hơi giống chả lòn, chả giòn của mình. Ở đây mình bán suốt ngày hay là tới giờ nghỉ vậy? Vâng, em sắp nghỉ giờ nghỉ rồi anh ạ. Sắp nghỉ trưa. Vâng, sắp nghỉ. Ủa mình bán đắt quá mà sao mình phải nghỉ? Bây giờ là đang là hết sách đồ luôn rồi đây này. À. Và ba bốn người làm không kịp luôn. Giờ là vắng rồi đó hả? Và sao thấy rất đồ. Bữa chiều mình có bán lại không hay là mai mới bán lại chứ? Mai bán lại. Và ôi trời ơi, quà. Kiểu này chắc mình phải mở mấy cái chi nhánh chứ. Không có sức làm anh ạ. Không sức làm. Nếu mình ăn 10 giờ ăn. 10 giờ. Dạ, 10 giờ. Nghe mấy cô nói là 10 giờ, 10 giờ rưỡi là ăn hợp lý nhất. Ăn chặn thì 12 rưỡi ra chờ đến 1 giờ ăn xong. Kim chờ quá trời đó. Kiểu này chắc mình phải ra đây xin việc làm ở đây quá ta. Số 23 Phan Quý Ích các bạn, bún đậu mẹt các bạn ra đây thử nha, rồi cho cái cảm giác cơ thể nó ngon như thế nào các bạn. Đây có số điện thoại đàng hoàng, địa chỉ luôn đâu ạ. Kinh khủng đông luôn, rất là đông đó. Chị mà nói buổi trưa là chờ cả tiếng đúng không? Có ăn có cái lạ, cầu thang rất là cổ luôn. Nhìn nó hơi hẹp quá. Kiểu này là nhỏ xíu luôn. Ơ chà, ngộ quá nè. Tiếu tiếu á, vui vui đi lên đây vui á.
Đây, vô đây. Ủa toàn là người quen ở đây không á ta? Đó. Không sao, không sao. Rồi. Đây. Chỉ thiếu cho hai người bạn kia của mình thôi ha. Đây mấy anh em cũng quen mặt hết rồi. Đây. Cái này thì nó có cái mùi hơn cái món tôm hôm qua. Đây chắc là đúng là có vẻ như nó đậm đặc hơn hôm qua. Được rồi. Chưa ngọt rồi. Ngồi sợ ra hung ai hay sao mà phải đâu ăn mắm tôm mà xong ăn một nồi hành ra là nó bán hết mấy cái món tôm thôi. Ăn sao thấy mắm tôm thơm không? Có thơm bằng mắm tôm của Sài Gòn không? Mấy bạn coi không gian này ha, nguyên cho gia đình mình không, cái này để chặt hết được lầu của người ta nè. Thì cái giống như là cái quán thôi các bạn. Không, nó lại kẹp chung với cái khác luôn. Wow, kinh khủng. Cuốn hậu cuốn ngọng được rồi. Vậy nó lại hấp dẫn rất là nhiều hơn ở trên đây. Ngoài hấp dẫn mình thấy nó là cái này là khủng luôn, khủng khiếp luôn nhìn. Dạ. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. À, đâu quay nhiều quay giới thiệu và món trong đây là gì bún, tất nhiên bún đậu phải có bún như là đậu để là đậu hũ. Rất nhiều đậu hũ. Dạ, đây là lòng heo. À, đây là dưới dạ, cái này đó là cuốn họng heo hay gì á? Con nhìn con không có giống lòng. Dồi. Dồi. Cái này cái gì? Đây là chả cốm của Hà Nội. Rồi, chả cốm. Dạ, chả cốm. Còn cái này rắn rắn là cái gì? Là thịt heo. Thịt heo lạ ha. Nhưng mà nó có lớp màu da màu vàng. Đúng rồi. Còn đây là dồi trường. Dồi trường, rồi. Nhìn rất là hấp dẫn. Chiên ha. Hoàng á thì nó hồi tối nay nó đi chơi với ghệ cho nên nó sang nước bóng. Nhưng mà cái này là cái kêu bằng là very very offensive to mình. Tại vì cái này thì phải ăn với mắm tôm nó mới đúng mà anh là ăn cái này. Chiều nay anh đi chơi với ghệ. Đây mình không có người hung cho nên mình sẽ ăn cái này nha mấy bạn. Thôi con sẽ cho cô thử. Rồi, mời anh em vô. Bên kia bên kia ngó đây nha. Vô. Rồi mời anh em thử. Vô đi anh hai chị hai. Mình ăn nhanh thì mình qua bên kia ăn tiếp. Không nóng nữa. Thì chắc cái loại này ăn sẽ ăn nguội nguội. Ăn là chơi nói. Ăn bún nhiều chừa thịt lại cho mình nha bạn. Bạn cứ ăn bún đi. Ủa còn hai người kia sao mà cứ quậy hoài vậy? Người ta đã vô ăn rồi mà còn quậy. Ăn đi chứ sao quậy? Tưởng rất là ngon hả? Rồi vô luôn coi. Vô một cái coi. Mình cũng không kịp chờ cho nên mình xin phép thử một cái. Tại cái này là cái mà heo này nó chiên giòn lắm ở ngoài. À. Còn mình thôi là thịt luộc. Thịt nguội hả? Thịt luộc. À còn cái này là mình không biết cái gì mà nói là thịt ba rọi, chị hai nói là thịt ba rọi luộc rồi chiên gì đó. Ok, mình không biết cái gì, mình ăn đại thử một cái nha. Đâu đâu thử một miếng.
Ngậm như nó có hơi có mỡ, nó như béo như bạn. Cái này phải có nhiều răng nha bạn. Rất là mỡ. Ít răng nó hơi bị dai. Thịt dễ ăn lắm anh. Thịt dễ ăn. Nó không biết ăn đâu. Không có đâu. Ăn thêm bún đi coi. Ăn thêm bún đi. Đúng rồi. Ăn bún với đậu thôi. Để thịt cho mình ăn. Nó giỡn chứ bạn ăn hết. Giống cái này là dồi, giống blood sausage. Blood sausage, đúng rồi. Rồi vô cái coi. Rồi đây mình thử, mình cũng bắt chước. Đúng ra mình cặp với cái bún ăn mới đúng chứ không? Hay là ăn nhưng không ta? Không. Không hả? Vỏ ngoài dai ngon ghê luôn. Ngon ghê. Ôi, cái này ngon quá. Quá luôn. Bóc luôn à. Rồi chơi luôn, chơi lớn ở dưới kia kìa. Ở dưới làm có bộ sơm trên này á nha. À, mấy thanh niên này có bộ gì nhét. Nó xin phép lựa rau, nhưng mà cái rau này phải lặn. Mùi thơm nè. mình kêu giả bộ chết thèm thì anh mình đây, người bạn mình đây kêu chết thèm thiệt nha mấy bạn. Ủa sao bên đây được hai mâm làm sao? Thì ra là vậy. Đây mấy chủ quán cho mình nước uống miễn phí luôn nè mấy bạn. Thôi kệ đi, làm luôn đi. Ôi dạ. Thấy sao mấy bạn cảm giác sơ sơ làm sao? Ngon. Mình ở bên kia, nếu mà mình làm cho nhanh thì mình qua bên đây, còn mấy mâm bên đây các bạn. Rồi. Đó mấy bạn thấy thế nào về cái bún đậu mắm tôm ở Hà Nội? Chính gốc Hà Nội. Ngon lắm không? Ngon bằng bún đậu mắm tôm Việt Nam trong Sài Gòn mình không? Sài Gòn sao bạn? Sài Gòn cũng bằng. Đặc biệt là cái món nước xấu. Sài Gòn không bằng. Này là đúng kiểu nước xấu đậm đà luôn. Không nhìn hai đứa mà hết cái mẹt này là không biết. Quá luôn. Bên kia bạn nhỏ nhỏ mà có hai con mắt kiến á. Dạ, bạn nghĩ thế nào? Lần đầu ăn luôn hả? Đúng vậy. Ấn tượng luôn. Nếu mà lần sau ra ngoài này có thử cái món này nữa không? Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn bạn đã cùng với gia đình mình trải những cái món bún đậu mắm tôm, cái bún đậu mẹt ở số 23 Nguyễn Huy Ích ở Hà Nội ha. Thì với mình cái chiếc này cái món cũng khá là ngon, lạ với mình luôn. Nên các bạn đi các bạn dịp ra đây thì cũng không trải nghiệm cái ly nước xấu khá là ngon, cũng lạ với mình luôn, nên đầu tiên mình được trải nghiệm ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.